Hello mọi người nhá. Quân sáng mới ngủ dậy thấy nhiều cái clip mà kiểu liên quan đến chai Coca với cả Mentos mọi người. Thì hôm nay Quân sẽ làm quả thử thách uống luôn chai Coca này với nửa nửa cái gói Mentos ở bên trong này. Quân vừa thấy thế rất là hay luôn mọi người, nó phụt phụt lên đấy. Muốn làm thử xem tình hình mình có làm được không. Thì đây Quân vừa mới chạy ra đầu ngõ mua được khoảng cái Mentos với cả chai Coca. Đây mọi người, chai khá to luôn đấy, nó có uống nổi không cơ mọi người. Quân vẫn không tin lắm, tại vì như kiểu người ta ghép ghép ấy, người ta ghép nó phụt lên cao á mọi người. Đây, mình thử 4 viên nhá. Ui.